Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay lên sóng bác em họa mi đuôi lá vả các bác nhá, rất là đẹp luôn, đấu xòe. Anh em nào bộ kết em này thì alo cho em nhá. Em này thì bảo hành với các bác là không hót đuôi nó cũng lá vả to các bác nhá. Nghĩa là lúc nào đuôi nó cũng lá vả các bác nhá, không bao giờ về thẻ luôn các bác. Một em lá vả cứng các bác nhá. Chi mới về chưa căng điện các bác. Anh em nào bù kết thì alo cho em nhá. Đây là một em họa mi cũng khá là khó kiếm các bác nhá. Anh em nào mà thực sự bù kết thì alo cho em. Chim thuần khoảng 95% rồi các bác. Giọng rất là hay luôn. Không hót cuối vẫn có đuôi các bạn. Đấy, anh em nào bù kết thì alo cho em nhá. Em họ mi rất là độc các bác nhá. Không hót đuôi cũng vẫn xòe các bác. Lá vả to các bác. Thank you.
cầu các bác nhá. Chim thuần con này nếu mà nuôi căng xách lồng vẫn hót bình thường các bác nhá. Nhà em đang làm cái dàn lan các bạn, nên là nó hơi ồn các bạn. Thank you.
Rồi, xin chào tất cả các bạn nhá. 15 phút rồi các bạn. Quá dài rồi. Chào tất cả các bạn nhá.